Rồi từng ngày trôi qua như lá rơi chiều thu, tưởng chừng còn trong ta chỉ còn là mơ ước. Có những lúc của anh ta dường như mây che khuất, có những lúc của anh ta dường như đang lặng thầm, rồi chợt buồn trong ta ánh mắt hoen lệ rơi, ngậm ngùi nụ hoa kia chờ ngày hoa quay sang. Chợt bóng phút trong như tiên ban cho con tim phép màu, chợt thấy bóng sáng hoa xinh tung tăng giang tay đón chào. Tìm dường như mơ lối, giấc hoa hương hoa là chính trong ta. Tìm đến như giấc mơ nhưng trong tim ta đâu có ngờ, chợt đến trước mắt như sao con tim ta đâu có hay. Như hoa hồng khoe sắc thắm, nhưng ai làm tim nhỏ máu, trái tim là gió. Anh đừng thấy tôi nhẹ dạ rồi anh lợi dụng tôi nha. Lợi dụng gì lợi dụng? Tôi vừa mở mắt ra đã thấy Lan nắm tay tôi rồi mà. Thì tại vì tôi thấy cả đêm anh ngủ anh mơ, rồi tay chân quờ quạng tôi nắm tay anh cho anh ngủ ngon chứ bộ. Thiệt không đó? Thiệt. Hay là thấy tôi đẹp trai quá cầm lòng không đặng đúng không? Thôi được rồi. Cũng may cho anh là thức ăn tiêu hóa hết rồi, chứ không thôi tôi ói chết luôn á. Thôi không giỡn nữa. Cảm ơn Lan đã ở bên cạnh tôi nha. Không có nắm tay tôi nữa nha. Anh tỉnh rồi chứ bộ. Thôi chết rồi. Hơn 4 giờ sáng rồi, tôi phải về nhà thôi. Nếu không cô tôi phát hiện là chết luôn đó. À đúng rồi, thôi Lan về đi. Nhưng mà tôi về rồi anh có còn sợ không? Không, tôi không sao đâu. Ừ. Thôi Lan về vậy đi. Tôi về nha. Nè. Hôm bữa anh nói tặng quà cho tôi là anh tặng tấm hình này đó hả? Đúng rồi. Cảm ơn nghe. Ở đâu vậy? Hôm bữa kêu lên tặng quà không lên thôi, tôi đổi ý rồi, không tặng nữa. Anh này lạ nghe, hình tôi không trả cho tôi giữ làm gì? Thì để trừ tà quỷ, không ai dám ăn hiếp tôi. Ý anh nói là cái bản mặt tôi ma quỷ sợ luôn phải không? Cái đó là Lan anh... nói chứ tôi không có nói nha. À tôi biết rồi, anh để ý tôi phải không? Muốn giữ hình tôi lại để ngắm riêng đúng không? Trời, Lan nghĩ sao vậy hả? Never. Lan nhìn tôi đi ha, rồi Lan nhìn lại Lan đi ha. Không bao giờ ha. Ừ vậy thì tốt. Tôi rất là yên tâm. Bởi vì anh không phải là gu của tôi. Gu của tôi á phải là ốm ốm nè, mặt xương kìa, chứ mặt thịt vậy là kỳ lắm. Đàn ông mặt thịt không có đẹp, phải nhon hơn anh nhiều tôi mới thích. Giờ sao? Rốt cuộc có tặng tấm hình cho tôi không? Không. Vậy thôi anh giữ đi. Có chuyện gì thì ôm tấm hình của tôi cho đỡ sợ. Mất công tôi phải lên nữa. Tôi về nha. Tôi mở cửa cho. Không cần đâu. Nãy tôi vô được, giờ tôi tự ra được. Không cần anh. Trời ơi, bữa nay chính đẹp quá vậy. Đẹp không? Ê, có thấy coi mẹ thấy gì? Đẹp không? Trời ơi, có chân, có sao vậy?
lỗi chị. Không sao, không sao, không sao. Muốn đẹp á là phải vậy đó, phải chịu đựng vậy đó. Chính Mai cái này ở đâu vậy? Em á là em khoái cái màu xanh này nè. Đã vậy còn thêm cái kiểu này nữa nè. Trời ơi em mê cái kiểu này lắm á. Kiểu này kiểu Hàn Quốc. Đẹp lắm hả? Trời ơi đẹp lắm. Đúng dở lên, đúng dở lên. Dở lên. Công nhận chị chọn màu hay ghê á. Không còn nào dính con nào hết trơn. Trời ơi màu nổi hả? Dạ. Đẹp lắm hả? Lạ thiệt chứ chị. Chính chỉ em đi. Em sẽ tới đó em may một bộ vừa ni của em. Em đi với chị bắt cặp. Ghê má. Dám không? Chị em rồi em bận đụng hàng với chị sao? Đánh răng đi cô đau chân quá rồi. Sao vậy chị? Lan chị bị sao vậy? Tại vì chị mang giày cao quá, không có quen nên bị dợp bẻ chân đó mà. Ai trời, đừng có nói. Nó cười chị. Chính, có sao không? Có cần đi bác sĩ không chị? Không sao, không sao. Tại đây để chị chịu đựng đi, miễn sao chị đẹp là được rồi. Chị điểu à. Đúng rồi nha. Đẹp mà đau thì phải chắc. Cho dù đau mà đẹp thì phải chịu. Chị ơi, từ từ cẩn thận không chị? Được, đừng đụng với chị. Đụng với chị ta cười. Bé như người đẹp. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi cái kiểu đầm của thập niên 70. Ôi trời ơi đẹp. Trời đã vậy còn có nơ vỏ nữa. Trời ơi cam màu xanh màu vàng không có màu nào dính với màu nào hết á. Thật là cá tính. Trời ơi cái ghê. Trời ơi ghê. Em ơi em cái gu em cũng lạ lắm nha em. Đúng rồi đó chị. Gì kệ chị. Thôi phải ghê. Đi cầu cứu thôi. Chú Hoàng. Chú Hoàng ơi. Thấy ghê. Cởi vậy. Sướp. Ngày mai em mang bộ. Tình tình là la la la. Chú coi đó. Tướng chỉ vậy á mà mang guốc tất hai. Trang điểm thì lòe loẹt. Con góp ý thì sợ chỉ giận. Nên con nhờ chú góp ý với chỉ tiếng nha chú. À, không biết tôi nói cổ có nghe không nữa. Không biết cổ có giận tôi không đó. Mà thôi kệ. Bây giờ xuống dưới đó, nói cổ lên đây tôi nói chuyện cho. Dạ, vậy con xuống dưới kêu chị lên nha chú. Ừ. Vậy trăm sự nhờ chú nha chú. Bên nội bên ngoài chỉ còn một mình chú thôi nha chú. Trời ơi tôi đại diện cho cả bên nội bên ngoại luôn hả? Trách nhiệm nặng nề quá. Vô đi. Đây là hồ sơ thu chi trong vòng 4 năm. À, em đã sắp xếp và làm thêm bản tổng lợi nhuận. Mời anh coi kỹ. Và còn đây là đơn xin nghỉ việc của anh trợ lý Tâm ạ. Nè. Tại sao cậu ấy lại xin nghỉ việc vậy? Dạ theo như trong thư á thì cậu ấy xin nghỉ việc là vì sang nước ngoài để định cư gia đình ạ. Thôi được rồi, cảm ơn cô. Dạ em xin phép ra ngoài ạ. Mà cô gửi tất cả các bạn cho tôi chưa? Dạ rồi ạ. Giám đốc còn dặn gì nữa không ạ? Thôi khỏi đi. Dạ. Ủa chị hả? Sao chị không bận cái đầm hồi nãy đi? Trời ơi, cái đầm hồi nãy nó tươi mà nó đẹp dễ sợ luôn. Hợp với dáng chị lắm á. Bận nên tụi bay làm nhục chị hả? Đâu có đâu. Mày thích không tao cho mày cái đầm đó đó. Dạ không, em bận không có dựa. Với lại chị đâu có đô bằng em đâu. Vậy hả, cho đôi dài nè. Cái này già lắm, không có hợp với tử chim. Vậy hả, cảm ơn nha. Không lấy cũng mừng. Sao rồi chị? Khỏe quá. Nhẹ chưa? Nhẹ như là mây vậy đó. Ủa chị, chú Hoàng nói chị gì mà chị thay đổi lẹ quá vậy? Chú Hoàng nói á, đồng ý á, là thời trang á, là thời thượng. Nhưng mà cũng phải tùy thuộc vào thân hình của mỗi người nữa. Với lại mình bận coi có hợp hay không. Nếu mà bận không hợp á, cố mà bận vô á, thì chẳng khác nào á, mình làm trò cười cho thiên hạ chỉ trích, đúng không? Chú nói á, chú còn nói vậy nữa nè. Mình bận đồ á mà mình thấy thoải mái là đẹp. Đúng không? Dạ đúng rồi đó chị. Thật ra em cố gắng lắm mới không có cười. Chứ em mắc cười lắm á. Vậy hả? Dạ. Nó kỳ lắm chị. Trời ơi. Trời ơi nhớ là chị xấu hổ quá nhỏ này. Hơi hư đồ. Ủa trời. Trời. Chào
cha nội, tìm gần chết luôn à. Ở đây hả? Ý à, cao lắm đó, anh leo xuống đi, sao mà leo lên đây vậy? Nguy hiểm lắm đó, té chết luôn đó. Trời ơi, cô làm như vậy tôi mới té chết đi nè. Ủa vậy hả? Anh ơi, sao anh leo lên đây chi vậy? Đi xuống đi. Để tôi, không xuống đâu. Sao vậy? Nè à, vậy là sao? Thấy không hiểu sao? Không. Nhậu. Rất tiếc, tôi không có hứng. Leo xuống đi. Nè, có tâm sự nói thẳng đi. Mắc mớ gì trút lên bia vậy? Có ở đâu tâm sự. Thích thì uống thôi. Bộ có tâm sự thì phải uống bia sao? Vậy ra anh kêu tôi lên đây là để coi anh uống bia chơi thôi đó hả? Vậy cũng được sao? Được. Nói nghe nè, chuyện đêm qua có gì buồn á, nếu như không có ngại á, nói thẳng với tôi nghe đi. Để trong lòng hoài á, không có tốt đâu. Thôi, anh không muốn nói cũng được. Khi nào muốn nói thì nhắn tin cho tôi biết. Tại vì lúc đầu anh nói á, kết bạn với nhau là để tâm sự những chuyện vui buồn trong cuộc sống, đúng không? Ôi, tôi biết rồi. Lan làm gì mà hả, nghiêm trọng như vậy? Tại thấy anh im thì tôi mới nói. À, té chết bây giờ. Ừ. Nè, tôi thấy anh ở đây có mình ên nè. Sớm tìm người nào mà yêu anh á, để chăm sóc, yêu thương anh. Tôi có Lan là bạn của tôi rồi. Bạn là bạn, người yêu là người yêu, làm sao so sánh với nhau được? Thì Lan cứ tưởng tượng Lan là người yêu của tôi đi. Vậy giỡn hoài. Xin lỗi nha. Bạn là bạn, người yêu là người yêu, không có được chứ vậy mà. Ê, anh thấy Thanh Phượng nhà tôi làm sao? Coi bộ nó ưng anh lắm á. Trời ơi, công nhận nha. Coi mặt xấu bụng bự vậy mà đào hoa dễ sợ nha. Gì vậy hả? Chứ không phải Lan tự nói Lan sao? Hả? Đừng có thấy mà hả, sợ phỏng rồi gấp lửa bỏ tay người nha. Là sao? Tính với chữ với tôi hả? Chứ gì nữa. Tại thấy tôi hot quá mà sợ tan chảy theo tôi, Lan mới bắt đầu đá Phượng qua cho tôi chứ gì. Trời, nói rồi, anh không phải là gu của tôi. Mắc mớ gì tôi phải sợ phỏng chứ. Tôi nói trước rồi đó, tán tỉnh Phượng đi nha, Phượng có nhiều người theo đuổi lắm đó. Tôi không phải là gu của Lan. Vậy người như thế nào mới là người Lan thích đây? Lan nói đi. Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ có tâm sự với tôi không? Không. Không phải không? Vậy tôi về đây. Mai còn phải đi chơi với mọi người trong cửa hàng nữa. Bi bi. Nè, xuống đi nghe chưa? Nguy hiểm lắm đó. Anh mà chết là tôi mang quà đó. Ừ. Kệ tôi. Sao? Ăn đi. Mày đi đâu mà thấy đồ lâu quá. Ê, giám đốc nè, xuống bơi đua với tôi đi nha. Hả? Bơi đua hả? Ừ. Nè, chú bơi được không chú? Ê, đừng có dễ, thân hình muốn mỉm này nha. Xin lỗi quan cười, lạng quạnh tôi về trước cậu nữa đó. Nè, anh đừng coi thường ba nha. Coi vậy chứ mà có khi ba bơi giỏi hơn anh đó. Nè, vậy thì em làm động tài nha. Ok. Được không? Yeah. Hả? Anh. Quá, dễ thương quá. Lặp lại khẩu hiệu. Mập dẫn đẹp, mập dẫn gợi cảm, mập dẫn quyến rũ. Nhưng mà tôi thấy chưa có quyến rũ. Sao vậy tài xế? Sao cô này chưa thay đồ? Ủa sao thay đồ? Mọi người cứ chơi vui vẻ đi, tôi đi vòng vòng chút xíu nha. Bây giờ muốn cử chỉ dịu dàng hay là muốn giang hồ? Kiểu gì thì nói đó. Đang chủ động đi bơi, cuối cùng không bước xuống hồ bơi. Đằng này muốn xé lẻ là sao? Ủa, mày nói gì Lan không có hiểu? Không hiểu hả? Chị em thôi nha, con đã mấy người mà xô tôi xuống hồ, tôi hận mấy người suốt đời luôn á nha. Hận hả? Cứ hận đi, bây giờ mình không sợ nữa. Giờ sao chị em? Lên 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 lên
thê. Ủa rồi cuối cùng có bắt được Xuân Lan không? Không, Lan chạy nhanh quá không đuổi theo kịp. Em, mình đi bơi đi. Thôi làm biến quá rồi. Em, dạo này hình như chú Hoàng hồi xuân đó. Có đâu, em thấy ba cũng bình thường mà. Trời ơi, em không thấy hả? Mặt chú Hoàng lúc nào khi mà gặp cô Mỹ, lúc nào mặt cũng hớn hở hết. Ờ. Mỹ dựng dài quá, dài như đĩa. Ai thèm giận người dân. Anh với em là người dân sao? Ờ. Không có lý nào. Chứ còn gì nữa. Nhưng mà không có đâu. Chẳng lẽ ba lại yêu một người con gái bằng tuổi con mình sao? Ba là người nghiêm túc mà. Không có đâu, không có đâu, có đâu. Trời ơi, tình yêu và tuổi tác á, không ăn nhập gì hết trơn. Ngớ ngẩn. Khi yêu rồi á, mọi ranh giới khoảng cách xóa nhòa hết em ơi. Em nhìn kìa. Nè, em làm gì vậy? Mặt anh dính gì hả? Bữa nay á, anh lạ lắm nha. Bà Tám thấy mà ớn vậy đó. Không có hề giống anh chàng giám đốc nghiêm túc thường ngày chút nào hết trơn á. Không lẽ lúc nào mặt anh cũng nhăn nhó cao có như vậy? Chắc em bỏ anh sớm quá. Trời ơi, vui dễ sợ kìa, anh thấy không? Ê, gì vậy? Con kiến. Ai, con kiến cho một. Con chào cô. À, dạ. Chào cậu. Cậu dạ. Tìm ai? Dạ cô tìm Lan ạ. À. Ờ, con Lan nó đi picnic với công ty nó từ sáng sớm rồi. Ờ, vậy hả cô? Dạ tại vì con gọi điện thoại hoài mà không thấy cô bắt máy, cho nên con thấy con sốt ruột quá. À vậy hả? Dạ. À, xin lỗi, cậu quen sao với anh Lan? Dạ con là Vũ. Con ở trên lầu 9 á. Con là bạn của Xuân Lan. Ờ, Vũ hả? Philip Vũ phải không? Dạ đúng rồi cô, dạ. Ờ, con nghe mấy đứa nhỏ nó nói. Ờ, mời cậu vô nhà. Thôi dạ, nếu không có Lan ở nhà con xin phép cô. À. Dạ. Con nghe mấy đứa nhỏ nó nói, nó cháu là có quán bar mà dạ. Lại mở triển lãm ảnh nữa. Trời ơi, còn trẻ mà cũng có tài ghê ha. Dạ, cũng bình thường à cô. Chắc là tại Lan nói quá lời đó. Không, Lan đâu nói đâu. Phượng nó nói, Lan dạ. Kính tiếng lắm. Ủa vậy hả cô? À. Dạ. Dạ. Alo. Sao? Lan nó bị mệt hả? Đang trên đường về. Ờ thôi được rồi, má đi chợ má nấu đồ ăn cho mấy đứa luôn. Cô ơi, Lan bị sao vậy cô? Tự nhiên là đang đi cái nó mệt à. Ồ vậy hả? Vậy con với cô đi chợ nha. Con đi chung với cô. À thôi nha. Cũng được. Mình đi cô. Lan Mỹ, hả?
rồi, nằm đi nằm xuống đi, Lan còn đang mệt mà. Lan đỡ mệt rồi. Từ từ đó. Nhìn Lan vậy mà yếu ớt ghê á. Bình thường á, Lan khỏe lắm. Lan có thể giật một lúc 10 con trâu chết. Với lại á, Lan bơi giỏi lắm á. Sao tự nhiên Lan bị chuột rút à? Rồi nước hồ bơi đó sao kỳ ghê. Uống có mấy ngụm mà Lan xỉu hồi nào không biết luôn. Lúc đó ai cũng tưởng đâu Lan giả bộ hết trơn á, cho nên mới để cho Lan uống nước như vậy đó chứ. À, mà nè, Lan có biết ai đã làm hô hấp nhân tạo cho Lan không? Ai vậy? Là sếp Nam đó. Sếp Nam? Ừ. Lan biết không? Sếp làm vậy nè. Thiệt á hả? Ừ. Mà mày nghĩ á, giám đốc Nam là một người lạnh lùng, không ngờ á, ông cũng ga Lan dễ sợ luôn. Trong lúc Lan bị nguy hiểm như vậy á, mà ông nhảy xuống cứu Lan. Mà cũng hay thiệt nha, Quỳnh Giao đứng kế bên mà không hề ghen chút xíu nào hết. Sao mà ghen được, cổ đẹp như vậy không lẽ đi ghen với người như Lan. Lan á, lúc nào cũng tự ti hết. Lan chỉ có hơi mập thôi. Chứ Lan cũng dễ thương mà. Nhưng mà sếp Nam hô hấp cho Lan thiệt á hả? Ừ. Lúc đó ai cũng thấy hết. Mỹ hả? Mỹ với chú Hoàng đã về chưa? Về rồi phải không? Không biết. Mà sao Lan hỏi vậy? Thì tại vì tôi biết tôi mới hỏi. Lúc ở trên xe đó, ai đó nhìn ai kia rất là tình tứ, nổi da gà hết luôn. Ơi nè. Bà ấy nha, đuổi. Ui da, làm sao bà thấy được? Lúc đó bà nhắm mắt mà. Thì một con nhắm một con hí như vậy nè thì mới thấy. Đuổi. Mà nè, Lan biết được từ hồi nào vậy? Chuyện này nếu má tôi biết á, chắc má đánh tôi chết luôn á. Thật ra đó, trước giờ cô Lam chỉ nghi ngờ thôi. Nhưng mà thời gian này nè, cô khẳng định rồi. Cô biết hết rồi. Mỹ cũng lựa lời nói với cô Lam đi. Cô Lam là người hiểu biết, chắc cũng không có khó khăn ngăn cấm hai người đâu, nếu như hai người yêu nhau thật lòng. Hen. Sao? Sếp đây, sếp đây. Chị. Sếp soi nha. Nè, sếp nóng hổi vừa thổi vừa ăn, bồi dưỡng cho con cá heo gặp nạn đây. Chị kỳ quá. Chính á, cái này là tại chính hết trơn á. Bởi vậy á, bây giờ chính phải chăm sóc cho Lan. Chứ Lan mà có mệnh hệ nào á, chắc chắn á, chú Tám sẽ mần thịt chính á. Chị biết rồi mà, chị biết lỗi của chị rồi mà, đừng có nhắc hoài cái chuyện đó. Chị đâu có biết là cái hành động nhỏ nhỏ mà để lại hậu quả lớn lớn gì đâu. Sến quá à. Đừng giận chị nghe. Đây chị đút em ăn. Em ăn được rồi, cảm ơn chị. Ăn đi. Ăn vậy lâu lắm, cầm nguyên chén húp cho nó nhanh. Nóng lắm. À quên, quên, nóng. Chính. Hả? Sao không có phần em? Nó bệnh. Còn em đâu có bệnh đâu. Em ăn đi rồi mai mốt em mập thù lù giống chị với nó cho mà coi. Em không có mập. Ờ em không có mập, chị mập. Em. Anh thật sự xin lỗi em nghe. Vậy chuyện gì? Mất cả một ngày mà không làm em vui gì hết. Có gì đâu, em thích như vậy hơn đó. Chỉ có anh và em thôi. Mà nè, em thấy cái lúc mà anh hô hấp nhân tạo cho cô Xuân Lan á, em thấy anh đó hả, giống như là anh hùng cứu mỹ nhân vậy đó. Trời ơi. Trời ơi, nữ hoàng của tôi ơi. Ý, nằm xuống đây. Nè. Ây da. Tại anh đó. Xin lỗi mà. Nè, máu ghen của em đã mất tiêu rồi. Bình thường á, mới thấy anh nhìn cô gái nào là nhớ muốn nước con tay anh luôn. Ghen á thì cũng năm bảy đường ghen. Em á cũng biết lựa người ghen chứ bộ. Ai mà đi ghen với cô đó. Nhìn cổ hả? Em biết không bao giờ lọt vào tầm ngắm của anh. Hay đúng quá ha. Hay quá.
Mà anh nè, em thấy á, hình như hai bữa nay anh có gì đó suy nghĩ đúng không? Đâu có gì đâu. À, cũng có thể. Chắc là cậu trợ lý của anh á xin nghỉ việc. Bây giờ anh đang cần tìm một người để thay thế. Nè, hay là em về làm trợ lý cho anh nghe. Thôi không có được. Sao vậy? Hai người mà làm chung á, tối ngày gặp mặt nhau, ngán lắm. Thấy chưa, thấy chưa? Chưa gì hết trơn á mà đã ngán rồi làm sao? Giận luôn. Thôi mà. Ừ, nếu mà không bao giờ ngán á thì mình phải tìm cái gì đó làm cho tình yêu mới. Hả? Tình yêu mới? Ừ. Điện thoại em nè. Giờ này ai mà còn gọi vậy? Thôi em không nghe đâu, tắt máy đi. Sao vậy? Số lạ mà. Nghi lắm nha. Chủ tụi đâu. Ha. Thôi đi ngủ. Hôn cái coi. Ngủ ngon nha. Nè, ăn đi con. Dạ, cảm ơn cô. Ăn cho có sức. Nè, ăn đi, ăn đi. Dạ. Nè, con cứ ăn tự nhiên đi. À, rảnh rỗi thì cứ xuống nhà chơi, rồi ăn cơm chung với gia đình ha. Dạ, con cảm ơn cô. Công nhận, anh Vũ hay ghê nha. Mới gặp chút xíu thôi mà đã lấy lòng được má em rồi. Không ngờ á, nhỏ làng nó hay ghê vậy nè. Quen hả? Một người bạn trai như em á, đẹp trai ấy sợ luôn vậy. Nè, ai mà làm bạn gái của em á, chắc hãnh diện lắm ha. Chị nói quá, chị làm như em của chị xấu lắm vậy. Thật ra thì con phải cảm ơn Lai mới đúng chứ. Nhờ quen biết với Lai như vậy mà con có được buổi ăn gia đình ấm cúng như hôm nay. Nè, nói thiệt lòng không dạ? Nhưng mà cái miệng của anh á, dẻo như vậy á, dễ được ăn chực lắm. Thôi. Mà cô nè, con cũng hiểu tại sao lúc đó lại có người cứu Lan nữa chứ. Cô thấy không, thân hình của cổ nặng gấp đôi người bình thường như vậy. Con như vậy mà cổ xô con một cái là con té sái cổ luôn đó cô. Anh đó nha, cũng may lúc đó là không có anh ở đó. Chứ nếu như mà nhảy xuống cứu tôi là hai đứa mình ôm trong chiếc chùm rồi đó. Trời đất ơi. Có chết tôi cũng phải cứu Lan nữa. Lan mà có mệnh hệ gì, ai sẽ là dũng sĩ diệt mì thay thế cho Lan đây? Anh tài lanh quá ha, gì cũng biết hết trơn á. Đúng không Phượng? Mà cũng may á nha, lúc đó có sếp Nam cứu Lan. Trời ơi, bình thường cái ông này á, ông công tử thấy mồ luôn. Tự nhiên bữa đó giống như là ông có ma nhập vậy đó. Ông nhảy xuống, ông lôi Lan lên. Mà lúc đó ai nhìn cũng cảm động hết. Nè, mà em có biết gây cấn nhất là cái màn gì không? Màn gì? Cái màn mà sếp Nam nhảy xuống hồ bơi, bơi 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 bơi, kéo nhỏ Lan vô bờ nha. Hồ hấp nhân tạo. Ui, ta nói môi kề môi, lãng mạn cái sợ luôn vậy đó. Chị giống hệt phim Hàn Quốc vậy đó. Chị tiếc là giám đốc Nam có người yêu rồi. Chứ thôi á, không biết chuyện gì xảy ra ta. Chị ăn cơm đi, chị nói nhiều quá. Ăn cơm đi. Chứ còn gì nữa. Chị nói đúng chứ bộ. Thôi ăn cơm đi. Uống nước đi. Cảm ơn Lan. Nghĩ gì không biết nữa à. Nè. Ừ? Ngày mai đi làm lại hả? Khỏe rồi phải đi làm lại thôi. Chắc khỏe chưa đó. Trời, tôi như con voi vậy đó. Uống ngụm nước nhầm nhò gì. Trời. Khoái quá hả? Nghe nói tôi là con voi khoái lắm phải không? Ủa Phượng. Sầu riêng nè, sầu riêng nè. Anh Vũ, ăn sầu riêng đi, sầu riêng Thái. Vừa thơm mà vừa ngon nữa. Sầu riêng hôi quá đau không được em ơi. Hả? Xin lỗi, đau không được, sầu riêng hôi lắm. Không hôi đâu, thơm mà ngon lắm á. Thôi thôi, ăn không được đâu. Ừ, chắc là anh về trước nha. Lan nè, chiều nay nếu mà Lan rảnh á, lên sân thượng hóng mát với tôi nha. Sầu riêng hôi quá, anh về trước nha. Anh về nha em. Vậy thôi, chiều gặp nha.
Cha này mà. Vậy mà sợ sầu riêng hả ta? Ông muốn ăn để chị ăn cho nha. Nè đó hả? Ăn giọng gì ăn luôn đi. Trời ơi, ăn được rồi giọng chi cho chị đau không biết nữa Ngày nghỉ mà sao tự nhiên anh lôi đống giấy tờ ra làm vậy? Em à, thì anh tranh thủ kiểm tra lại sổ sách để làm bản tổng thu chi trong 3 năm qua. Sắp tới có cuộc họp cổ đông đó. Thì ngày mai làm có chết ai đâu. Anh nói là thu xếp thời gian nghỉ ngơi ở bên em. Mới nghỉ có một ngày mà lao vào công việc làm sao? Anh xin lỗi, miễn mà rảnh chút á, anh ngồi yên anh không chịu nổi. Anh á, yêu công việc còn hơn yêu em thì ghét. Ngon không? Chà, công nhận nha, người yêu của anh pha cà phê là số 1 luôn đó chứ sao. Anh á giỏi nịnh đầm thôi à. À mà anh nè, cái vụ mà kiếm trợ lý á, anh nghĩ ra chưa? Chưa, bên phòng nhân sự á đang gấp rút kiếm người thay thế cho anh. Ừ, anh có nhớ là đưa ra yêu cầu người đó phải là nam không? Trời ơi cô nương, ghen á thì cũng ghen vừa cho người khác ghen chứ. Ai thèm ghen. Nè, sao em không mướn một người trợ lý nữ cho anh mà suốt ngày cứ nghĩ tới nam không là sao vậy? Hả? Tại em phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh không nghe câu đó sao? Anh, em á vừa nghĩ ra được người làm thế trợ lý cho anh rồi đó. Là ai vậy? Là Xuân Lan. Sao vậy? Trời ơi, anh làm gì vậy? Làm gì mà hả sặc sụa tùm lum vậy? Good idea đúng không? Em vừa phải thôi, không có được. Sao không được? Cô mập đó mà làm trợ lý cho anh hả? Anh phản đối, phản đối, phản đối. Phản đối vô hiệu, tòa đã quyết rồi. Em mà, cho anh xin đi, em bớt giỡn đi. Em nói thiệt mà anh kêu em giỡn hả? Thì em cho anh biết giỡn là như thế nào nè. Giỡn hả? Nhột. Giỡn hả? Chọt lấy anh nè. Chạy. Nói không giỡn nha. Chạy rồi cho thoát. Đứng lại. Anh đẹp lấy kèm hả? Ăn vàng quá à. Anh nè. Tạc anh nè. Tạc anh hả? Thôi không giỡn nữa. Mệt quá em không giỡn nữa đâu. Mệt quá. Hỏng hết hồn. Làm mất hứng dễ sợ luôn. Thôi đừng có mất hứng mà. Lớn rồi, đừng có chơi trò con nít nữa. Cái trò này nè, lúc 3 tuổi tôi chơi rồi đó. Nhớ nha. Nhớ chứ. Đừng có chọc quê tôi nha. Ủa mà làm cái gì tôi điện thoại mà không bắt máy vậy? Tại ở nhà tắt chuông. Lan còn mệt, không nên lên đây. Mệt cũng phải lên chứ.
tắt chuông nên không có bắt máy được. Ừ, lỡ anh chàng giám đốc gọi, sao mà biết nghe máy. Anh chàng giám đốc nào, làm gì có. Thiệt không? Thiệt. Ghen với anh giám đốc của tôi phải không? Đâu có đâu. Đâu có đâu mà gật đầu là sao? Làm gì có. Tôi hỏi là hỏi vậy thôi, chứ tụi mình mà có tình cảm với nhau chắc kỳ lắm ha. Cũng hơi hơi kỳ kỳ thôi, chứ cũng đâu có gì đâu kỳ lắm. Nhưng mà có chữ kỳ là được rồi. Nè. Hả? Cảm ơn Lan tối bữa đó ngủ lại với tôi nha. Có gì đâu mà cảm ơn, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ, khách sáo quá. Ê, nhưng mà tự nhiên nói chuyện ngủ với nhau chi vậy? Lỡ như người ta đi ngang người ta nghe được á, là người ta khi dễ tôi đó. Bộ ngủ chung với tôi là ghê lắm sao? Bạn bè với nhau ngủ chung là bình thường thôi mà, đúng không? Ê, làm gì vậy? Ê, tôi cho anh đo dáng bây giờ đó nha. Thôi, không thể được, không giỡn nữa. Anh Vũ, em có chuyện muốn hỏi anh. Thôi, muốn hỏi ảnh hả? Vậy thôi nói chuyện với nhau vui vẻ đi nha, tôi xuống à. Lan nè. Thôi được rồi. Lan. Ủa, em có chuyện gì muốn hỏi anh sao? Em muốn hỏi anh Vũ thử tối anh có đi làm không? Em rủ mấy bạn em qua chơi. Trời, anh có đi làm hay không đi làm thì mấy đứa nhân viên cũng tiếp đón em nhiệt tình mà. Nhưng mà có anh Vũ thì sẽ vui hơn. Em sẽ khoe với tụi bạn á về một anh chàng hàng xóm rất đẹp trai mà tài giỏi nữa, cho tụi nó lé mắt luôn. Thôi, em đừng có đề cao anh quá. Lỡ như hả anh có là cái gì đâu, rồi mất công mấy đứa bạn em thất vọng không? Với ai thì em không biết, nhưng với em, anh Vũ là number one. Thôi, em xuống trước nha. Nhớ đó. Coi như là móc méo rồi đó nha. Coi như tối nay sẽ gặp lại ở quán của anh nha. Bye bye anh. Ngọn gió đêm đông ơi, đừng thổi nữa, lòng tôi lạnh lắm gió đông ơi. Tôi nhổ xào cho ghe chiếu trôi xuôi, lòng nắng triệu một nỗi sầu thê thảm. Tôi ngồi yên sau lái mà đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ dương xưa. Hỡi ơi con sông Phụng Hiệp trái đa bài ngã, tỷ lệ của tôi nó cũng lại lan muôn vọng. Hay quá. Hay quá rồi đi. Ơi dạ. Công nhận mày ca hay thì dạ, có hay đó ta. Nhưng mà xét kỹ ra thực tế mày tệ còn hơn vợ đậu nữa. Con thấy á, anh Mười hát hay á chú Tám. Mày uống đi. Mà nè anh Mười, sao anh không lên Sài Gòn á để tìm chị Chính về đi? Về đây á mừng đám cưới luôn cho rồi. Mắc gì á mình phải xa người mình thương chứ. Tối ngày cứ ngâm thơ hát hò rồi nhớ, trời chán thiệt. Tao cũng muốn đi lắm chứ, mà lỡ má tao ba hay được một cái bà nổi tam bành, bà đốt nhà luôn. Chua quá. Nếu bà bắt mày thì mày viện cớ qua nhà tao làm mắm đi. Má mày có hỏi, tao nói tao sai mày đi miệt thứ lấy cá gì làm mắm, có vậy mà cũng không biết à. Mày đúng là cái thằng đàn ông mà yếu đuối nhu nhược quá. Con Chính nó bỏ mày nó đi là phải rồi. Hả? Chuyện nhỏ như cây tâm sư răng mà con không nghĩ ra hả? Cảm ơn chú Tám ngàn. Chú Tám ơi, giờ con chạy về bến cái để cho má con đừng có nghi ngờ. Sáng con qua đây rồi chú cháu mình bạn cụ thể sao? Con chạy ngang. Nhưng mà uống ly hả về mày? Ê, mời
Ôi, cái thằng này đúng là tệ hơn vợ ăn đậu thiệt. Đáng ăn nhậu bỏ đi vậy. Thôi kệ anh đi chú ơi. Chú anh thiệt thàng vậy mới đáng quý chú ơi. Giờ chú cháu mình làm đi đi. Mình cứ đôi hết khúc này nghe chú. Hết khúc này làm thêm một chai nữa cũng được nữa. Vô. Con thấy chú có chuyện gì có bộ vui vậy? Lan có chồng hả chú? Không phải. Tao vui là vì con Lan nó được lên làm nhân viên bán hàng, được làm người mẫu, được lên bìa báo. Giờ thì nó đang có cơ hội trở thành nhà thiết kế thật sự. Cuối cùng thì nó cũng tìm được công việc theo ý muốn của nó, đúng với cái ngành nghề của nó đi học á. Thôi uống đi Sơn. Uống chúc dạ. Mừng con gái chú gái coi. Dạ vô. Vô. Mừng quá đi chú ơi. Bữa nay á chú cháu mình uống tới sáng luôn cũng được nghe chú. Trời luôn. Em làm gì buồn dữ vậy em? Buồn gì đâu, vui thì mới uống chứ. Em uống vậy thì sao mà nó vui được? Tối nào cũng có nhiều cô tới giờ ông Vũ. Mà cái ông Vũ á, hành tung bí ẩn lắm. Hả? Từ có nhiều cô tới đây chợ ông Vũ rất hả? Rất là nhiều. Mời anh, uống với em một ly. Mời em. Vô. Em nói gì anh nghe không có rõ. Ý em hỏi á là anh thích ai chưa? Anh Vũ thích ai chưa? Chuyện đó thì tôi bó tay. Uống đi, mình vô đi em. Em ngồi chơi nha. Dường như mở lối, giấc hoa hương hoa là chính trong.